là trăm hoa đua nở một giờ, không mà một phút đợi chờ tình yêu. Vâng, và ngay bây giờ đã đến giờ lành giờ đẹp để tổ chức ơn lễ chào cột dâu và chú rể chúng tôi. Một lần nữa ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời quý vị quan khách chúng ta hãy cùng ổn định chỗ ngồi để đại lễ thành hôn của cột dâu và chú rể chúng tôi chính thức được bắt đầu. Vâng, thưa toàn thể quý vị, lần đầu tiên ban tổ chức tôi những người thực hiện chương trình MC Thanh Bình đồng hành cùng dịch vụ cứu hỏi Thúy Linh trân trọng được thay lời cho tư gia họ nhà trai thì bà Đình trân trọng đỡ lời cho chú rể Phạm Chuẩn cùng cô dâu Lương Vĩnh. Xin được cảm ơn trên diện của quý vị quan khách gần xa. Và nhân dịp đầu năm mới 2021, ban tổ chức tôi xin được kính chúc cho toàn thể quý vị quan khách chúng ta một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và gia đình gặp nhiều may mắn. Vâng, kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến, các cụ nhà ta có câu: chim khôn thì đậu nóc nhà quan, trai khôn thì dựng vợ, gái ngoan thì gả chồng, ông tơ thì xe sợ chỉ hồng. Để cho đôi bạn giữa đường gặp nhau, gặp nhau rồi lại yêu nhau, để cho hai họ bắc nguyệt cầu xe duyên. Vâng, và ngày hôm nay hai họ bốn bên, bạn bè thân hữu xa gần về đây, ai ai cũng nở nụ cười để chúc cho duyên mới trọn đời thủy chung. Trong buổi trưa ngày hôm nay, trên diện của quý vị quan khách gần xa, các cụ các bà, các bạn trẻ, thanh niên nam nữ là niềm vinh dự được tuyệt vời nhất đối với gia đình chúng tôi. Vâng, và kính thưa quý vị trân trọng và kính mến, ngay bây giờ ban tổ chức tôi không để quý vị chúng ta phải chờ đợi lâu hơn nữa, trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu, cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón đôi tân lang tân chân nhân tuyệt vời và thứ nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời chú rể Phạm Chuẩn sánh xiên cùng cô dâu Lương Vĩnh. Cô dâu Lương Vĩnh sánh xiên cùng chú rể Phạm Chuẩn cùng trở về lễ đài tình yêu. Xin được trân trọng kính mời, xin một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị quan khách chúng ta chào đón cô dâu và chú rể chúng ta. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị quý mến, hiện diện trên sân khấu tình yêu của ban tổ chức chúng tôi là đôi trai tài gái sắc, chú rể Phạm Chuẩn sánh xiên cùng cô dâu Lương Vĩnh. Vâng, đúng là bao nhiêu ngày đợi đêm mơ, bao nhiêu năm đợi tháng chờ là đây. Hôm nay Loan Phượng xung vầy, chúc cho duyên mới trọn đời thủy chung. Trước sự diễn diện của toàn thể quý vị quan khách gần xa, các cụ con các bà, các bạn trẻ, thanh niên nam nữ trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, và ban tổ chức tôi xin được thay lời chương trình một lần nữa, xin được cảm ơn trận diện của tân quý khách trong tuần, các cụ con các bà, các bạn trẻ, thanh niên nam nữ gần xa là chủ nhân của những cánh thiệp hồng trao tay, nhận lời mời của gia đình chúng tôi về đây để chúc hạnh phúc cho cô dâu và chú rể chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và để thay cho những lời cảm ơn chân thành nhất tới trận diện của toàn thể quý vị quan khách, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng cúi chào toàn thể quý vị quan khách và xin một tràng pháo tay lớn của quý vị dành cho cô dâu và chú rể chúng ta. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trân trọng và kính mến, ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày ông tơ và người xuân duyên. Ngày 28 tháng 1 năm 2021, tức ngày 16 tháng 12 năm Canh Tý, được sự nhất trí của đôi bên gia đình cũng như sự đồng ý của chính quyền địa phương, ngày hôm nay tư gia họ nhà trai cho tôi, nhà bà Đình tổ chức đại lễ đại hôn để chúc hạnh phúc trăm năm cho chú rể Phạm Chuẩn và cô dâu Lương Vĩnh. Vâng, và thay mặt cho những người làm chương trình, ban tổ chức tôi xin được trân trọng tuyên bố đại lễ thành hôn chú rể Phạm Chuẩn sánh xuyên cùng cô dâu Lương Vĩnh chính thức được bắt đầu. Chuẩn đấy. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, hiện diện trong lễ đài tình yêu của ban tổ chức tôi trong buổi trưa ngày hôm nay và sự hiện diện của các cụ con các bà, các bạn trẻ, thanh niên nam nữ gần xa của phái đoàn họ nhà trai cũng như phái đoàn của họ nhà gái chúng ta, trước sự chứng kiến của quan viên hai họ, các cụ con các bà, các bạn trẻ, thanh niên nam nữ của cô dâu và chú rể. Vâng, và kính thưa quý vị, ban tổ chức tôi xin được kính mời quý vị chúng ta cùng đến với những nghi thức hạnh phúc và tuyệt vời nhất của cô dâu và chú rể chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng được kính mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng di chuyển sang phía tay trái của ban tổ chức để cùng thực hiện nghi thức cắt bánh tình yêu. Xin mời hai bạn. Chứng kiến những giây phút rất tuyệt vời của cô dâu và chú rể chúng ta trong nghi thức cắt bánh tình yêu. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng nắm chặt tay nhau để cắt chiếc bánh tình yêu ra làm 3 phần. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, chiếc bánh tình yêu thì có hương vị ngọt, tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào sâu sắc của đôi bạn trẻ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay.
Vâng, đúng là bánh này bánh nghĩa bánh tình. Hôm nay đám cưới đôi mình cắt ra, bánh này xin cắt làm ba. Sáng như trăng sáng giữa ta với mình, hai tay bưng đĩa muối gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Từ đây cho đến bạc đầu, tôi ta nguyện mãi bên nhau trọn đời. Và quý vị toàn các chúng ta cùng đổ một tràng pháo tay thật lớn nữa để cùng chúc mừng cho cô sơ của chúng ta chúng ta đây ạ. Vâng, để tiếp nối chương trình đại lễ thành hôn của cô sơ và chúng ta chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay, ban tổ chức tôi xin phép được kính mời quý vị quan khách chúng ta cùng chứng kiến những giây phút hạnh phúc tuyệt vời hơn nữa của cô sơ và chú rể trong nghi thức xót rượu tình yêu. Xin mời cô sơ chú rể chúng ta hãy cùng di chuyển sang phía tay phải của ban tổ chức để cùng thực hiện nghi thức xót rượu tình yêu. Xin mời hai bạn. Và xin mời chú rể chúng ta hãy lắc chai champagne thật mạnh lên. Để lãng mạnh lên nữa nào. Hai cơ đi em ơi. Vâng, quý vị chúng ta đang được chứng kiến những giây phút hạnh phúc tuyệt vời của cô dâu và chú rể chúng ta. Xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy cùng chung tay nhau rót lên ly rượu tình yêu. Quý vị có thể quý vị trân trọng và quý mến, đúng là rượu hồng thì kết nghĩa phù thề, tình trao duyên thắm ta về cùng nhau, từ đây đến mãi về mai sau, tôi ta sẽ mãi bên nhau trọn đời. Quý vị chúng ta đang được chứng kiến những giây phút rất tuyệt vời hạnh phúc của cô dâu và chú rể chúng ta trong nghi thức xót rượu tình yêu. Xin mời chú rể chúng ta tiếp tục bật nắp chai champagne thứ hai. Xin mời hai bạn hãy rót lên hai ly rượu tình yêu. Kính thưa toàn thể quý vị, ly rượu hồng của cô dâu và chú rể chúng ta trong ngày đại lễ hạnh phúc trăm năm ngày hôm nay, như hai dòng máu cùng hòa về con tim, như hai dòng sông cùng hòa về biển lớn, tình yêu của đôi bạn trẻ chúng ta đang hòa quyện vào nhau như hai ly rượu hồng. Vâng, và quý vị chúng ta đang được chứng kiến giây phút rất tuyệt vời của cô dâu và chú rể chúng ta. Và quý vị chúng ta đừng quên lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt vời nhất của cô dâu và chú rể trong ngày đại lễ hạnh phúc trăm năm ngày hôm nay. Và tiếp nối chương trình, xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy cùng nhau nâng lên ly rượu tình yêu và trở về chính giữa sân khấu để thực hiện nghi thức uống rượu xa bồi kết nghĩa phù thề. Xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy cùng quay mặt vào nhau đây ạ. Vâng, ban tổ chức tôi sẽ đếm ngược từ 3 đến 1. Quý vị chúng ta sẽ nổ một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể chúng ta. 3, 2, 1, xin mời. Vâng, rất tuyệt vời. Vâng, đúng là từ nay nên vợ nên chồng, và cùng chung cha mẹ, chung ông, chung bà, cùng chung cô bác gần xa, bạn bè thân hữu xa gần cùng chung. Vâng, quý vị chúng ta đang đến với những giây phút hạnh phúc tuyệt vời nhất của cuộc sống và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến, trong ngày hạnh phúc trăm năm của cô dâu và chú rể chúng ta buổi trưa ngày hôm nay, họ đã có những món quà rất tuyệt vời dành tặng cho nhau, đó là cả cuộc đời mình. Và trong ngày đại lễ hạnh phúc trăm năm ngày hôm nay, cô dâu và chú rể chúng ta còn có một món quà hết sức là ý nghĩa và thân thương với cặp nhẫn cưới yêu thương. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng trao cho nhau cặp nhẫn cưới yêu thương trước sự chứng kiến của quan viên hai họ, các cụ các bà. Đó là kỷ vật tình yêu tuyệt vời hạnh phúc nhất trong ngày hạnh phúc trăm năm của hai bạn ngày hôm nay. Quý em ơi, và kính mến cặp nhẫn cưới yêu thương của cô sơ và chú rể chúng ta, hai vòng tròn không có điểm đầu mà cũng không có điểm cuối, tượng trưng cho tình yêu dài lâu vĩnh cửu của cô sơ và chú rể chúng ta. Và quý vị chúng ta đang được chứng kiến những giây phút rất tuyệt vời của cô sơ và chú rể chúng ta trong nghi thức trao nhẫn tình yêu. Xin một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúng ta cùng chúc mừng cho cô sơ và chú rể chúng ta. Vâng, thưa toàn thể quý vị, trong ngày đại lễ hạnh phúc trăm năm của cô dâu và chú rể chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, mẹ của chú rể chúng ta cũng có một món quà hết sức là thân thương dành tặng cho hai người con của mình. Ban tổ chức tôi xin phép được trân trọng giới thiệu và kính mời mẹ của chú rể sẽ trở về sân khấu tình yêu để có những món quà dành tặng cho hai người con của mình trong ngày hạnh phúc trăm năm ngày hôm nay. Thưa
toàn thể quý vị trân trọng và kính mến. Chúc ngày hạnh phúc trăm năm của con dâu và chú rể chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay hiện diện trên sân khấu tình yêu của ban tổ chức tôi là mẹ của chú rể Phạm Chuẩn của chúng ta, bà Hoàng Thị Bình. Vâng, bà đang có những món quà trao cho hai người con của mình trong ngày hạnh phúc trăm năm ngày hôm nay. Vâng, đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tân tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy ra che chở đời con. Vâng, quý vị chúng ta đang được chứng kiến những giây phút rất là tuyệt vời và hạnh phúc. Xin con ra nuôi con lớn lên, hạnh phúc và tuyệt vời gì hơn khi chứng kiến những người con của mình ngày hôm nay đã trưởng thành. Và để rồi ngày hôm nay hai người con của mình đã xây dựng hạnh phúc trăm năm. Vâng, một món quà hết sức thân thương và ý nghĩa dành cho người con của mình trong ngày vui hạnh phúc trăm năm ngày hôm nay, kèm theo lời chúc đó là chúc cho hai người con của mình sẽ luôn yêu thương nhau, nắm chặt tay nhau để cùng xây dựng hạnh phúc trăm năm. Và quý vị chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn nữa để dành tặng cho người mẹ hạnh phúc và tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, ban tổ chức tôi xin được trân trọng cảm ơn bà. Kính thưa tất cả quý vị kính mến, trong ngày phúc trăm năm của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, bà ngoại của chú rể chúng ta, tức là mẹ của cô dâu Lương Vĩnh của chúng ta, có món quà dành tặng cho người cháu của mình trong ngày hạnh phúc của hai con và cũng là ngày tuyệt vời của cháu của mình. Vâng, quý vị chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn nữa để cùng chúc mừng cho cả gia đình luôn luôn hạnh phúc. Vâng, và ban tổ chức tôi cũng xin được trân trọng đỡ lời cho các bạn trẻ. Cảm ơn ông bà và mong muốn rằng trong tương lai ông bà sẽ luôn luôn dành những tình cảm yêu thương nhất dành cho hai bạn trẻ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, trong đại lễ thành hôn của cô dâu và chú rể chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay, ban tổ chức tôi xin phép được giới thiệu và kính mời một vị đại diện của phái đoàn họ nhà gái chúng ta, ông Lương Văn Tiển sẽ trở về lễ đài tình yêu để có đôi lời phát biểu với quan viên hai họ, cũng như là có đôi lời dặn dò với cô dâu và chú rể. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Giới thiệu bạn ơi, bạn luôn. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, anh chị em đòi ngoại bên gia đình nhà trai, được sự gia trí của anh kiếm bảo vệ, tôi là chủ nhiệm thay mặt bên nhà gái xin có đôi lời phát biểu. Được sự gia trí của hai bên gia đình cho phép hai cháu tìm hiểu nhau cũng đã chín mùi. Hôm nay hai bên gia đình cũng chọn được ngày lắm rồi tốt tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu, hơn cháu Vĩnh và cháu Chuẩn. Từ nay hai cháu là thành đôi vợ chồng và hai bên gia đình có trách nhiệm và ban để giữ cho hai cháu xây dựng gia đình hạnh phúc cả năm. Vâng, xin được trân trọng ý kiến phát biểu của bác trưởng phái đoàn họ nhà gái chúng ta, ông Lương Văn Tuyển. Ban tổ chức tôi xin được kính chúc cho ông cũng như toàn thể đoàn họ nhà gái chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay gia đình mạnh khỏe hạnh phúc và luôn luôn dành những tình cảm yêu thương nhất cho cô dâu và chú rể chúng tôi. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, trong đại lễ thành hôn của cô dâu và chú rể chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay, ban tổ chức tôi xin phép được giới thiệu và kính mời một vị đại diện của phái đoàn họ nhà trai chúng ta, ông Phạm Văn Thực sẽ trở về sân khấu để có đôi lời phát biểu. Trân trọng được kính mời ông. Phải cho hầu như bố mẹ bị nổ lù lán đa ca đi. Đây tiêu anh em xã để 18 hàng đi mới đi bí thú tổ chức họ làm mới đây rất cảm ơn thầu khi bà mẹ bị nổ lù lán tăng ca cho một chút thời gian mà vui mừng tôi gia đình bà tiêu mới chân thành cảm ơn cái nòng thảo lệ ở lại. Vâng, ban tổ chức tôi xin được trân trọng cảm ơn những kiến phát biểu của ông
trưởng phái đoàn họ nhà trai chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và phát thanh chúng tôi cũng xin được kính chúc cho hai họ từ nay thắt chặt tình thân gia và luôn luôn dành những tình cảm yêu thương nhất cho cô dâu và chú rể chúng tôi. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, trước sự hiện diện của toàn thể tân quý khách xa gần, các cụ các bà, các bạn trẻ, thanh niên nam nữ gần xa và đặc biệt là phái đoàn của họ nhà trai cũng như là phái đoàn của họ nhà gái, chúng ta đã cùng về đây để chúc hạnh phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể chúng tôi. Phần 1 đại lễ thành hôn của chú rể Phạm Chuẩn Sài Duyên cùng cô dâu Lương Vĩnh của ban tổ chức tôi đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức tôi một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị quan khách gần xa, các không quản ngại thời tiết đường xa xa xôi về đây để chung vui và chúc hạnh phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể chúng tôi. Một lần nữa ban tổ chức tôi xin phép được trân trọng cảm ơn và ban tổ chức tôi cũng xin được kính chúc cho cô dâu và chú rể chúng ta luôn luôn hạnh phúc, gia đình đầm ấm và trong tương lai hai bạn luôn nắm chặt tay nhau để cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Và ngay bây giờ xin mời hai em hãy cùng trở về phía dưới lễ đài tình yêu để có những lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Quả cá đâu? Quảng cáo đâu? 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0
này lên nào. 2 3 giờ 2 3 giờ 2 3 4 bao nhiêu về thút vào vào đâu vào 1